Khi còi báo động vang lên ở miền trung Israel vào tối 28 tháng 10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố, giai đoạn thứ hai của chiến dịch tiêu diệt Hamas đã bắt đầu, bằng một cuộc tấn công trên bộ mở rộng vào dải Gaza. Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Benny Gantz tại cuộc họp báo ở Tel Aviv, ông Netanyahu tuyên bố, đây là giai đoạn thứ hai của cuộc chiến với mục tiêu rõ ràng tiêu diệt năng lực quản lý và quân sự của Hamas và đưa con tin về nhà. Ông nói thêm rằng, quyết định bắt đầu các chiến dịch trên bộ đã được cả nội các chiến tranh và nội các an ninh nhất trí đưa ra. Ông Netanyahu lập luận, việc mở rộng cuộc tấn công trên bộ không hề ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi trong việc trao trả con tin. Ông cũng nhắc đến việc được đề nghị về một thỏa thuận, tất cả đổi lấy tất cả, nhằm trả tự do cho tất cả con tin, cũng như tự do cho tất cả tù nhân an ninh Palestine trong các nhà tù của Israel, một quan điểm mà giới lãnh đạo Hamas cũng kêu gọi. Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này, ông Netanyahu nói mà không đi sâu vào chi tiết, và cho biết thêm rằng ông không thể chia sẻ thông tin tình báo và những cân nhắc mà nội các đang tranh luận. Thủ tướng Israel nói thêm rằng, việc thảo luận công khai các điều khoản của một thỏa thuận tiềm năng sẽ không giúp hiện thực hóa được. Lực lượng mặt đất bao gồm bộ binh, lực lượng công binh chiến đấu và xe tăng của Israel đã tiến vào Gaza vào tối 27 tháng 10 và ở lại đó trong ngày 28 tháng 10, hoạt động sâu hơn bên trong lãnh thổ do Hamas quản lý so với các cuộc triển khai hạn chế trước đó. Ông cho biết các binh sĩ mà ông tiếp xúc trên thực địa quyết tâm buộc Hamas phải trả giá cho hành động của mình vào ngày 7 tháng 10. Họ quyết tâm tiêu diệt cái ác này khỏi thế giới, vì sự tồn tại của chúng ta và tôi nói thêm vì toàn thể nhân loại. Thủ tướng Israel gọi vụ bắt cóc con tin bao gồm cả thường dân ở mọi lứa tuổi là tội ác chống lại loài người. Và ông cáo buộc những kẻ giám mục tội binh lính của chúng ta về tội ác chiến tranh là những kẻ đạo đức giả và dối trá. Thủ tướng Israel đồng thời kêu gọi người dân ở phía bắc Gaza sơ tán về phía nam, lời kêu gọi mà Tel Aviv đã đưa ra nhiều lần trong những tuần gần đây. Ông Netanyahu cáo buộc Hamas phạm tội ác chiến tranh, nói rằng tổ chức này sử dụng công dân làm lá chắn cho con người, sử dụng bệnh viện làm trụ sở khủng bố và lấy nhiên liệu dành cho các bệnh viện để cung cấp cho cuộc chiến của mình. Ngày 28 tháng 10, quân đội Israel cho biết họ sẽ bắt đầu cho phép nhiều viện trợ nhân đạo hơn đáng kể từ Ai Cập và phía nam dải Gaza. IDF hy vọng rằng việc bổ sung thực phẩm, nước uống và vật tư y tế sẽ khuyến khích nhiều người Palestine rời khỏi phần phía bắc của dải Gaza để đi về phía nam. Israel đã nhiều lần cảnh báo rằng họ đang nhắm mục tiêu vào thành phố Gaza và các khu vực khác ở phía bắc Gaza, nơi Hamas được cho là có các căn cứ hoạt động chính và các cơ sở ngầm rộng khắp. IDF tuyên bố họ sẽ không cho phép nhiên liệu vào dải Gaza vì Hamas sử dụng số nhiên liệu này để chiến đấu chống lại Israel. Ông Netanyahu cho biết giai đoạn đầu của cuộc chiến được phát động sau khi Hamas mở đợt tấn công hôm 7 tháng 10 là một chiến dịch không kích lớn để cho phép lực lượng mặt đất của chúng tôi tiến vào. Người đứng đầu nội các Israel nói thêm rằng cuộc chiến sẽ kéo dài và khó khăn và chúng tôi đã sẵn sàng. Đây là cuộc chiến tranh giành độc lập thứ hai của chúng ta. Chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ quê hương. Chúng ta sẽ chiến đấu và sẽ không rút lui. Nhận câu hỏi đầu tiên từ các phóng viên kể từ vụ thảm sát 7 tháng 10, ông Netanyahu từ chối trả lời trực tiếp liệu ông có chịu trách nhiệm về vụ tấn công đó hay không. Sau chiến tranh, mọi người sẽ phải đưa ra câu trả lời, trong đó có tôi, ông nói và nhấn mạnh đã có một sự thất bại khủng khiếp. Ông cũng từ chối cam kết thành lập một ủy ban điều tra cấp nhà nước, hội đồng điều tra quyền lực và có hiệu quả nhất để điều tra những sai sót đã gây ra hành động tàn bạo của Hamas. Ông nói sẽ không có hòn đá nào được lật lại, đồng thời cho biết thêm rằng trọng tâm của ông lúc này chỉ là chiến thắng và cứu đất nước. Phát biểu sau Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant nói rằng không giây phút nào trôi qua mà ông không nghĩ đến các con tin và Israel đang làm mọi thứ có thể để đưa họ trở về. Ông nói đó không phải là một nhiệm vụ thứ yếu. Ông Gallant lập luận rằng Israel càng tấn công Hamas mạnh thì cơ hội Hamas đồng ý thả con tin càng lớn. Ngày qua, chúng ta đã tiến tới một giai đoạn mới của cuộc chiến. Sức mạnh của ngọn lửa đã làm rung chuyển mặt đất ở Gaza và nó khác với bất cứ điều gì mà Hamas đã trải qua kể từ khi thành lập, ông Gallant nhấn mạnh. Hãng thông tấn Tasnim, Iran, dẫn nguồn tin an ninh nước này cho hay cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza có sự tham gia của 3 sư đoàn và một số lữ đoàn, đồng thời có sự yểm trợ của 5.000 binh sĩ Mỹ. Theo tờ Tasnim, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, tiến vào dải Gaza từ các địa điểm ở phía Bắc, phía Tây và Tây Nam, mục đích là chia dải Gaza thành 2 hoặc 3 phần và cắt đứt liên lạc giữa các lực lượng kháng chiến của người Palestine trước khi phát động chiến dịch tấn công toàn diện. Tuy nhiên, hôm 28 tháng 10, Hamas tuyên bố đã ngăn chặn được cuộc tấn công của Israel và quân đội Israel hứng chịu tổn thất nặng nề. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 28 tháng 10 cho biết cuộc chiến với Hamas chuyển sang giai đoạn mới
với bộ binh nước này duy trì hoạt động ở Gaza thay vì rút về sau tập kích. Ông Gallant khẳng định quân đội sẵn sàng bảo vệ người dân Israel trên mọi mặt trận, gồm cả khu vực biên giới phía Bắc và miền Trung nước này. Sau khi Hamas tấn công bất ngờ vào Israel, Mỹ nhanh chóng tăng cường sự hiện diện trong khu vực. Lầu Năm Góc điều 2 tàu sân bay cùng các tàu hỗ trợ đến khu vực này, đồng thời chuyển hệ thống phòng không TSAAD và Patriot ở Trung Đông. Tuần trước, Lầu Năm Góc thông báo khoảng 2.000 lính Mỹ đã sẵn sàng triển khai để ứng phó với xung đột leo thang giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Tuy nhiên, giới chức Mỹ nhấn mạnh số binh sĩ này sẽ được triển khai đến Trung Đông nhằm hỗ trợ các nỗ lực răn đe trong khu vực và tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ đồn trú tại đây. Quân đội Mỹ sáng 27 tháng 10 tiến hành các cuộc không kích vào hai địa điểm ở miền đông Syria có liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Iran, IRGC. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết động thái này của Washington đáp trả trước các cuộc tấn công tái diễn nhằm vào lực lượng Mỹ đang đồn trú ở Iraq và Syria. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn của quân đội Israel, cho biết chúng tôi đang tiến hành các giai đoạn theo kế hoạch. Hãng AP cho rằng bình luận ám chỉ một chiến lược leo thang theo giai đoạn thay vì một cuộc tấn công lớn và áp đảo. Ban đầu, Israel đã tập trung hàng trăm ngàn quân dọc biên giới. Đến nay, quân đội đã tiến hành các cuộc đột kích ngắn trên bộ vào ban đêm rồi quay trở lại Israel. Ngày 28 tháng 10, quân đội Israel công bố những hình ảnh mờ cho thấy các đoàn xe tăng di chuyển trong các khu vực chống trải ở Gaza, nhiều địa điểm dường như gần khu vực biên giới. Quân đội Israel cũng thông báo đã điều động máy bay chiến đấu ném bom hàng chục đường hầm và hầm ngầm của Hamas. Các địa điểm ngầm là mục tiêu chính trong chiến dịch của Israel nhằm triệt hạ lực lượng chỉ huy của Hamas. Israel thừa nhận việc lực lượng Hamas hoạt động xen lẫn trong người dân Palestine ở dải Gaza khiến cho các cuộc tấn công của Israel có thể khiến nhiều người dân Palestine gặp nguy hiểm. Hãng Reuters đưa tin nhiều tòa nhà biến thành đống đổ nát, khó tìm thấy nơi trú ẩn, người dân Gaza đang thiếu lương thực, nước, nhiên liệu và thuốc men. Người phát ngôn quân sự của Israel từ chối cho biết liệu Israel có đứng sau việc cắt đứt liên lạc viễn thông ở Gaza hay không, nhưng nói họ sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ lực lượng của mình. Người phát ngôn cơ quan y tế Gaza Ashraf Al-Kidr nói với các phóng viên rằng sự gián đoạn liên lạc đã làm tê liệt hoàn toàn mạng lưới y tế. Người dân không có cách nào gọi xe cứu thương. Ước tính khoảng 1.700 người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi còn nhiều người chưa được sơ tán về phía nam. Cơ quan y tế Gaza cho biết tổng thương vong đã lên tới hơn 7.700 người chết, hơn 19.000 người bị thương. Hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ vị thành niên. Tại thành phố Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cho biết chính phủ của ông đang nỗ lực giảm leo thang xung đột thông qua đàm phán với các bên để thả tù nhân và con tin. Về phái Hamas, lữ đoàn Al-Qassam cho biết lực lượng này đã đụng độ binh lính Israel tại thị trấn Beit Hanau ở đông bắc Gaza và thị trấn Al-Bulay ở miền trung Gaza. Những hình ảnh vệ tinh được cập nhật cuối tuần qua cho thấy quy mô các cuộc không kích liên tiếp của Israel vào dải Gaza. Ít nhất một nửa số nhà cửa ở Gaza đã bị phá hủy. Chỉ riêng đêm 24 tháng 10, quân đội Israel ném bom hơn 400 mục tiêu tại Gaza, hơn 700 người Palestine thiệt mạng. Ông Omar Anamera, người dân Gaza, chúng tôi đang sống thế nào ư? Nửa cái bánh mì để ăn trong 2 ngày, một chai nước để uống trong 4 ngày. Và ngay cả khu vực miền Nam cũng đã trở thành mục tiêu bị đánh bom. Rất nhiều người dân Gaza đã chọn ở lại. Người dân thị trấn Bir Annaha, miền Bắc Gaza, ở đây không còn lại ngôi nhà nào, nhưng chúng tôi sẽ không đi đâu cả, chúng tôi sẽ không rời bỏ quê hương. Một chiến dịch trên bộ gây lo ngại về một thảm họa nhân đạo còn lớn hơn nữa và nguy cơ xung đột lan rộng. Ông Hakan Fidan, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, một chiến dịch trên bộ ở Gaza sẽ biến bạo lực thành một cuộc thảm sát toàn diện. Các giải pháp nhằm ngăn chặn chiến tranh và tấn công vào dân thường là rất khẩn cấp. Ông Riyad Al-Maliki, Bộ trưởng Ngoại giao Palestine, ngừng bắn là cần thiết và thực sự quan trọng. Chúng ta phải bắt đầu cung cấp nước, điện, thực phẩm, nhiên liệu, vật tư y tế, thiết bị y tế và kể cả đội ngũ nhân viên y tế. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.